Kiếm gió về câu vui vui nha Thanh. Sáng giờ mệt không? Sáng giờ chưa có mệt. Mà chỉ bị nóng thôi. Chỉ sắp đang cày đũa nhiễu lên tay. Mà bị sông, sông khói lên mặt nãy giờ. Tôi sẽ hành được, sẽ phong được, được phong là thuận đèn. Sắp sắp giữ được một cây đèn nãy giờ. Trong khi đội kia sắp cháy hết cây cây. Ủa, nhưng mà cái này là hành trình biệt đội X6 lần thứ mấy Thanh tham gia rồi? Đây là lần thứ 3. Lần thứ 3. Lần thứ 3. Anh ơi, đi. Tắt vô. Sẵn sàng nha.